Mời các anh chị em tham gia livestream đột xuất từ Canada. Sáng hôm nay livestream hơi khác thường một chút, tại vì tôi đang ở bên ngoài, đang ở tại một cái khu shopping mall nhỏ nhỏ ở Mississauga, đang đợi hai đứa nhỏ nó đi học võ. Thời gian đợi là 1 tiếng 30 phút, cho nên tiện thể thì bật cái camera lên để livestream. Nếu có anh chị nào quan tâm hỏi hàng gì thì hỏi luôn, tại vì trong cái tin nhắn của tôi có rất nhiều người họ gửi tin vào, nhưng mà thực sự không có thời gian để trả lời từng người một. Tại vì những cái câu hỏi nó rất là cơ bản, chủ yếu là tập trung vào các cái vấn đề như là đi lao động, xuất khẩu lao động, rồi đi sang đây làm farm hái nấm. Cho nên là những cái vấn đề đó thì nói nhiều quá, cho nên là bây giờ không có thời gian để trả lời lại từng người một được. Và cái số lượng người đó thì càng lúc càng đông, thì không biết thực tế là bên Việt Nam đang có cái chương trình gì. Nhưng mà những cái bạn mà từ khoảng cỡ 25 tuổi đổ về khoảng cỡ 30 đó, là họ hỏi rất nhiều về cái chuyện là đi sang Canada để gọi là đi làm nông nghiệp, rồi đi làm công nhân. Thì thực tế là không biết các bạn này họ mới vào nhóm hay như thế nào đó, nhưng mà họ lại quan tâm rất nhiều đến cái chuyện là đi làm ở Canada. Mà chủ đề này thì nói rất nhiều lần rồi, nó cái khả năng mà dẫn đến cái rủi ro tiền mất tật mang là rất nhiều, và dẫn đến cái tình trạng gọi là sang Canada rồi không giải quyết được cái câu chuyện gọi là đi làm, cũng không có một cái cơ hội định cư, mà tiền thì mất rất là nhiều, trong khi đó là cái cơ hội mà để ở lại sau đó định cư thì nó gần như là không có. Do là nhiều người họ không có nắm rõ được cái gọi là thông tin về các cái chính sách định cư, cũng như là các cái vấn đề liên quan về di trú. Đấy. Thì trước khi chúng ta trả lời các cái câu hỏi thì thưa các anh chị em, hôm nay là ngày của cha, Father's Day, lấy ngày chủ nhật tuần thứ ba của tháng 6. Thì Father's Day ở Canada đó là một cái ngày mà không phải là ngày lễ của toàn quốc, nó chỉ là một gọi là một cái dịp để con cái người ta bày tỏ cái sự gọi là biết ơn với cha mẹ, đặc biệt là người cha. Thì nếu mà ai ở Canada hay là ở Mỹ thì cũng thấy đây là một trong những cái ngày rất là bình thường ở Canada. Và những cái việc mà người ta hay làm đó là trong các cái siêu thị, các cái chỗ mà bán hàng gia dụng, nhất là các cái siêu thị mà bán các cái đồ nghề đó dành cho quý ông sửa chữa, thì họ giảm giá rất là nhiều. Lý do là để khuyến khích, để kích gọi là cái nhu cầu mua sắm của những cái người con. Họ hay tặng quà cho các ông bố, đôi khi là tặng một cái bộ đồ nghề nào đó để sửa xe chẳng hạn. Rồi các cái nhà hàng họ cũng có một số các cái chính sách ưu đãi dành cho cái ngày gọi là Father's Day.
thì ở đây đơn giản, ví dụ như vào ngày của mẹ thì họ dắt, họ mua hoa họ tặng, tặng người mẹ. Còn nếu như mà ngày của cha thì lại họ, con cái họ mời cha đi ăn gì đó ở trong nhà hàng, rồi họ trả tiền cho cái bữa tiệc đó, trả tiền cho cái bữa ăn tối đó. Nói chung là nó rất đơn giản, không có gì gọi là rầm rộ như cái kiểu mà chúng ta hay làm ở Việt Nam, bày tiệc tùng rất là nhiều rồi ca hát nhảy múa. Thật ra cái cuộc sống ở bên này, các cái ngày lễ nó đơn giản hơn rất là nhiều. Thì các cái cơ sở kinh doanh họ hay gửi các cái email giống như là chúc mừng ngày của cha, mục đích cũng là để khuyến khích là đi mua quà, đi mua các cái công cụ, sửa chữa nhà cửa vân vân để tặng cho cha mình thôi, chứ không có gì đặc biệt lắm. Chúng ta quay lại một chút xíu về cái chuyện mà các cái bạn hay hỏi về lao động đó. Thì thật ra là tôi nhận nhiều các cái câu hỏi qua cái hộp thư trong Messenger đó, nhưng mà không trả lời được, tại vì các bạn cứ hỏi là em 29 tuổi là nam, rồi bây giờ em muốn sang Canada để đi làm. Thì thật ra là cái câu chuyện đó rất là dài, tại vì mình cũng không biết họ là ai. Bản thân tôi khi mà nhận cái tin nhắn như vậy thì tôi có đọc, nhưng mà nó rất mất thời gian để xem thử cái người này là ai, người ta hỏi vì cái mục đích gì, chứ còn mà cứ không biết người nào mà cứ trả lời tầm bậy tầm bạ thì nó rất là phiền, và cũng không có thời gian để trả lời những cái câu như vậy. Tại vì thật ra thưa các anh chị, nếu như mà những người họ quan tâm á về cái chuyện định cư một cách nghiêm túc thì họ phải đọc nhiều, họ phải đi tìm tòi chỗ này chỗ kia, rồi họ phải đến những cái người gọi là tư vấn có chuyên môn, rồi họ mới đặt một cái lịch hẹn hẳn hoi, chứ không phải là tự nhiên cái họ lên họ nhắn cho một cái người nào đó, chẳng hạn kể luôn cả tôi, tại vì tôi không làm về di trú. Họ cứ hỏi anh ơi cho em hỏi một chút xíu là làm sao để đi sang Canada, rồi để định cư thì có thật hay không. Thật ra là nó có rất nhiều các cái vấn đề ở trong đó, chứ không đơn thuần chỉ là nhắn qua nhắn về, và các anh chị cứ nghĩ rằng 100 người mà nhắn như vậy thì chắc chết, mình đọc hoài cũng trả lời không hết được. Thì giải thích với các anh chị một chút xíu, có nhiều cái livestream tôi có nói rồi, là nó không có đơn giản như nhiều cái bạn nghĩ rằng cứ qua Canada rồi là theo diện chủ mời, rồi người thân mời, họ dùng những cái từ gọi là đi thăm thân, rồi là chủ bảo lãnh, rồi các cái đi làm farm chẳng hạn. Thì trong đầu của họ đó, của những cái người này, thông thường là họ nghĩ tới cái chuyện là được định cư, sang đây 1-2 năm rồi đi làm rồi được định cư. Thậm chí có người bảo rằng cứ qua được đi rồi làm 6 tháng là đã được định cư rồi. Thì cái chuyện đó không có ai mà đảm bảo với các anh chị hết. Những cái người mà hiểu biết một chút xíu về di trú thì không ai nói cái chuyện đó cả. Và luật cũng không có đề cập ra cái chuyện là cứ đi sang đây 1-2 hôm là được định cư đâu. Làm gì có cái chuyện đấy. Không dễ dàng chút nào hết. Rồi kể luôn cả những cái người mà được một cái công ty nào đó ở Canada họ xin cái gọi là LMA để tuyển người nước ngoài đi chăng nữa, họ móc nối như thế nào đó để hợp thức hóa cái giấy tờ đó để đi sang đây đi chăng nữa, thì cái giấy đó là cái giấy work permit thôi, tức là đi làm thôi, chứ cũng chưa có một cái chắc chắn nào là sẽ dẫn đến được định cư cả. Đi sang đây thì theo một cái hợp đồng 2 năm rồi 1 năm, khi tới hải quan thì họ cấp cái tờ giấy đó, tối đa thì 2 năm theo cái hợp đồng lao động. Còn không thì những cái người nào mà họ đã xét duyệt mà trì hoãn lại không chịu đi thì sang tới đó thì họ chỉ cấp khoảng cỡ 1 năm rưỡi hay 1 năm thôi. Còn muốn ở lại nữa thì là xin tiếp một cái LMA khác để ở lại làm việc một cách hợp pháp, chứ đâu có dễ dàng là cứ gọi là sang đó rồi đi làm một vài năm chút xíu hay là một năm cái được định cư đâu. Không phải, muốn được định cư thì chúng ta phải xem thử là cái chương trình nào nó phù hợp với mình. Ví dụ có những người họ sang đây theo cái dạng là đi làm cho công ty một năm
một năm rưỡi, 2 năm, sau đó họ đáp ứng được các cái yêu cầu khác. Ví dụ như họ xin chủ ký tiếp cho một cái hợp đồng dài hạn mà không có cái thời gian xác định chẳng hạn, không có thời gian kết thúc hợp đồng. Rồi tiếng Anh họ có ha, tiếng Anh họ có đầy đủ, đáp ứng đúng một cái chương trình. Ví dụ chương trình đó họ yêu cầu là 5 chấm IELTS thì ít nhất là phải đủ, họ mới gọi là chấp nhận hồ sơ được. Hay là cái chương trình đó nó yêu cầu rằng là cái chủ doanh nghiệp phải đạt được cái doanh thu như thế này trong một năm, rồi là có bao nhiêu nhân sự ở trong đó, rồi cái khu vực nó đặt cái công ty đó là ở đâu, vân vân. Nó tùy theo các cái chương trình cụ thể, chứ không phải tự nhiên không mà cứ đi làm theo cái work permit 1-2 năm cái xong nó tự nhiên mặc định là được định cư. Thì thật ra các cái công ty vớ va vớ vẩn thì họ mới nói như vậy thôi. Các cái công ty mà không rành về luật hay là các cái cá nhân nào đó, họ chỉ nói một cách gọi là không có gọi là đầu đuôi gì hết. Để cái đó chính là cái bẫy của nhiều người. Đó là gì? Là đi sang đi làm xong cái được mang theo gia đình, con cái đi học miễn phí, y tế miễn phí, rồi một năm sau hay là 6 tháng sau là được định cư. Thế thì đó là những cái mồi, những cái bẫy mà khiến cho nhiều người mong muốn đổi đời. Chúng ta có thể dùng cái từ đổi đời. Đổi đời có nghĩa là từ một cái cuộc sống ở Việt Nam vất vả, xong họ bỏ ra một ít tiền vài 30 ngàn gì đó để đi sang theo cái dạng là work permit, xong sau đó là họ lại tiếp tục là được định cư. Thế thì cái câu chuyện nó đơn giản quá, cứ bỏ ra 1-30 ngàn cái được định cư, sau 6 tháng thì nó trở nên là gọi là quá dễ dàng. Và cái đó người ta gọi là too good to be true, tức là quá tốt không tin được. Tức là làm gì có cái chuyện dễ như thế. Tuy nhiên thì cái đó là một cái hiện tượng mà khiến cho rất nhiều người hiện giờ đang ào ào là cứ đi hỏi đi sang đây để đi làm để được định cư. Chuyện đó là, thưa các anh chị, là nó chỉ đúng một phần của sự thật thôi. Chứ ai mà cái người biết một chút xíu đó, thông thường mà tôi hay nói những cái bạn này á, là khi tới một cái công ty nào đó họ tư vấn thì nhớ hỏi họ rằng là tôi sẽ đi theo cái chương trình gì đó, và cái chương trình đó nó yêu cầu cụ thể về tiếng Anh như thế nào, nó cái đường link mà dẫn đến cái thông tin đó ở trên các cái trang web của chính phủ là ở đâu. Thì sau đó chúng ta mới hỏi tiếp họ rằng là cái lộ trình mà gọi là lấy phí dịch vụ nó như thế nào, rồi nếu không đạt yêu cầu thì cái việc hoàn phí nó ra làm sao. Chứ không có tự nhiên không mà đưa cho họ một cục tiền mà họ là ai, họ là những cái công ty gọi là môi giới là nhiều, chứ còn mà tư vấn di trú có phép, thực ra là họ đứng sau cái một cái giao dịch đó mà thôi. Thì đó là tôi nói thật cho các anh chị nghe như vậy. Đứng sau tất cả những cái phi vụ đó, tất cả những cái dịch vụ đó là một cái người gọi là di trú. Mà di trú theo luật thì họ đâu có được làm những cái việc như vậy. Nếu mà họ liệt kê ra rằng là họ làm một cái dịch vụ họ lấy mấy trăm ngàn, hay là họ lấy 120 ngàn, 30 ngàn đó, thưa các anh chị, là làm gì có chuyện đó. Cái số tiền mà các anh chị chuyển đó là một cái số tiền chuyển đi sang một cái công ty môi giới, hay là một cái cá nhân làm cái công việc môi giới. Chứ còn thực tế về mặt chuyên môn thì không ai dám lấy phí kiểu đó cả. Còn nếu có thì là phải có hợp đồng hẳn hoi. Nhưng mà thưa tôi cam đoan với các anh chị là cái hợp đồng đó không ai dám ký đâu. Nếu mà lấy rằng là xin một cái giấy phép để đi làm, rồi theo cái hợp đồng 2 năm mà lấy của người ta là tới cả 100 ngàn, thì thưa các anh chị đó là chuyện rất là khó tin ha. Rất là khó tin đó. Và nhắc lại thêm một chút xíu nữa là không phải cứ sang Canada đi làm theo cái dạng là work permit 1 năm, 2 năm cái tự nhiên cái là có được PR. Nó không hề có cái chuyện đó, không hề dễ dàng có cái chuyện đó. Làm sao có chuyện như vậy được, đúng không ạ? Rồi, thì nhắc đi nhắc lại với các anh chị một chút xíu là khi chúng ta gọi là chấp nhận dấn thân vào một cái thương vụ, một cái phi vụ nào đó, mà nhất là về mặt di trú, thì các anh chị phải suy nghĩ cho kỹ, chứ còn đừng có nghe. Còn
Sau đó thì các anh chị nếu mà cần á, các anh chị cứ đặt một cái lịch hẹn với một cái cố vấn di trú nào đó có phép á. Tại vì những cái người này họ không có dám tư vấn bậy bạ đâu. Nếu mình thực sự mình xin họ 1 giờ, mà cái này cũng phải xin á, các anh chị trả tiền cho họ trong vòng 1 tiếng đồng hồ để họ xem xét cái hồ sơ của mình nó có đủ điều kiện hay không, nó đủ điều kiện theo chương trình nào. Đó, rồi các anh chị cứ việc từ đó mà quyết định. Có nhiều anh chị là sau khi nghe nói tất cả các cái thông tin mà chính thức một cái là họ đổi ý định ngay. Tại vì sao? Tại vì cái khả năng của họ không đi tới đâu cả. Còn nếu như họ không có nghe được thông tin chính thức thì họ sẽ đặt cái gọi là số tiền đó vào một cái dịch vụ mà đôi khi là chẳng có biết được cái dịch vụ đó là dịch vụ gì, cứ nghe quảng cáo rang rãng ở trên đó. Rang rãng ở trên mạng như thế, rồi bắt đầu là cứ đặt tiền xong rồi bắt đầu hối hận, rồi bắt đầu lên chửi y sèo ở trên các cái trang web, các cái mạng xã hội. Bây giờ đã có người đặt câu hỏi cho mình, hỏi con mình có thường trú nhân, có bảo lãnh cho mình sang du lịch được không? Hoàn toàn được. Thường trú nhân thì dĩ nhiên là xin cho cha mẹ sang du lịch nó còn nhanh hơn nữa. Có thể xin được cái super visa nếu mà đáp ứng đủ điều kiện về mặt gọi là thu nhập, thì có thể xin luôn cho cha mẹ sang để ở lại lâu dài bằng cái super visa, thì nó gần như cái visa du lịch, nhưng mà một lần ở lại thì có thể là tối đa lên tới 2 năm, còn có thể gia hạn lại được. Còn không, nếu mà con đủ điều kiện luôn thì có thể xin bảo lãnh cha mẹ luôn theo cái chương trình thường trú nhân. Bảo lãnh cha mẹ ông bà nó hơi khó một chút nhưng mà nó vẫn có thể làm được. Chứ còn mà xin visa du lịch thì quá đơn giản. Con cái là thường trú nhân có đóng thuế đàng hoàng thì chuyện mà xin cho cha mẹ đi visa du lịch là rất dễ. Thì các anh chị cũng thấy tôi có chia sẻ đó, là tôi là cái người viết thư mời cho mẹ vợ của tôi sang Canada, và trong vòng 2 tuần là đã có cái visa rồi. Cái thời gian mà tôi mất để mà làm cái hồ sơ đó thật ra nó khoảng cỡ, tính tổng thời gian khoảng cỡ 2 tiếng đồng hồ chưa tới. Tại vì sao? Tại vì những cái giấy tờ nó rất là đơn giản. Giấy tờ thân nhân, giấy hộ khẩu, rồi khai sinh, rồi hộ chiếu, rồi đại loại như nếu như mà có cái sổ tiết kiệm thì có thể đưa ra. Còn chủ yếu cái phần mà giấy tờ nó rơi vào bên chỗ cái người mời, tức là tôi là con rể đi, chính tôi là con rể tôi mời chứ không phải là con gái. Con gái có thể mời được, tức là mời mẹ ruột, nhưng mà tôi đích thân tôi mời. Vì sao như vậy? Bởi vì là cái thu nhập của tôi nó tốt hơn, và tôi cũng có một cái gọi là quan hệ gắn kết là con rể, đúng không ạ? Thì tôi đích thân tôi mời và viết một cái thư rất đàng hoàng. Thì khi họ duyệt, bà ấy không, bây giờ đã 73 tuổi rồi, có nghĩa là công ăn việc làm gì có nữa, thu nhập cũng không có luôn. Và trong cái thư thì tôi bảo rằng là tôi là cái người mời hết, mua luôn cả vé máy bay, rồi bảo trợ cho bà chỗ ăn chỗ ở, thậm chí luôn cả cái kế hoạch đưa đón bà sang đây rồi đưa đón bà về. Tại vì tôi hay đi công tác đi qua đi về, thì tôi lấy cái lý do đó để mời bà, để cho chính phủ họ biết yên tâm rằng là có người lo cho một cái người khác là thân thích. Thì cái hồ sơ hồ duyệt rất là nhanh, visa du lịch thôi mà, chứ đâu có cái gì khó. Với là tuổi của bà cũng đã lớn rồi, không nằm trong cái độ tuổi gọi là đi sang đây để mà đi làm bất hợp pháp các thứ hay là để định cư làm gì cả. Tôi chỉ giải thích rằng là bà ấy cần sang đây để thăm con cháu, tại vì bây giờ một lần đi về thì nó hơi khó khăn, tốn kém. Mà bà ấy cũng là cái người mà đã nuôi hai đứa nhỏ, đã chăm sóc hai đứa nhỏ, tức là cháu ngoại của bà, trong những cái năm mà tôi đi học. Tôi giải thích những cái câu chuyện như vậy rất là rõ ràng thì họ cho thôi, không khó khăn đâu. Còn khi mà xin theo cái super visa thì tôi nghĩ rằng là họ xét về cái yếu tố gọi là tài chánh, rồi phải đủ điều kiện hay không nữa mới được. Đấy, thì bạn nào mới hỏi cái chuyện mà con là thường trú nhân thì có xin cho cha mẹ visa du lịch được không? Rất dễ, rất dễ. Và cái thư mời đó, cái letter of invitation đó, nó không có cái gì gọi là bí ẩn cả. Nó đã được hướng dẫn trên cái website của chính phủ, trên cái trang gọi là canada.ca.ca đó, là họ có ghi rất rõ. Chúng ta chỉ gõ vào một cái là letter of invitation là nó sẽ ra.
họ hướng dẫn trên đó người mời cần thông tin gì và người được mời có thông tin gì, và họ viết rất rất kỹ trên đó, cho nên tôi cũng căn cứ theo đó. Dĩ nhiên là cái lời hành văn đó nó phải rõ ràng một chút xíu, tùy theo cái năng lực tiếng Anh của mình, nhưng mà cái chuyện đó bây giờ nó không khó khăn gì nữa cả. Thậm chí hôm trước có một bạn còn chia sẻ luôn cả cái việc là ra lệnh cho ChatGPT đó, tức là cái con robot viết á, mình yêu cầu nó viết một cái lá thư, thư mời, và chúng ta đưa ra cái câu lệnh cho nó đúng thì nó viết ra một cái lá thư rất là bài bản, rất hay. Tuy nhiên là tôi không cho đăng cái bài đó, lý do là tôi không muốn những cái người, tất cả mọi người họ đều sử dụng một cái lá thư mẫu đó để mà viết, rồi đôi khi là nó người lãnh sự họ duyệt vào thì họ biết ngay là cái này là không có thật. Tại vì mỗi người họ có một cái hoàn cảnh khác nhau khi mà chúng ta viết cái thư mời, kể luôn cả con cái mời cha mẹ, rồi là ví dụ như là bạn bè mời bạn bè qua chẳng hạn, hay là công ty rồi mời những cái người đối tác qua, thì mỗi người họ có một cái nội dung khác nhau, một cái hoàn cảnh khác nhau, chứ không phải là một áp dụng cho tất cả. Và tôi cũng không có muốn khuyến khích cái chuyện là cứ copy rồi dán vào, cái đó nó không có đúng. Mỗi người là một hoàn cảnh khác nhau đấy. Thì thưa các anh chị em là tất cả những cái thông tin mà về di trú hay là về du lịch hay là về cuộc sống ở Canada này, thực ra nó không có gọi là bí ẩn gì đâu, tất cả đều công khai hết. Vấn đề là chúng ta chỉ cần biết được cái từ khóa để chúng ta đọc, chúng ta hiểu. Và vì vậy mà nó dẫn đến một cái câu chuyện, đó là làm gì thì làm, nên cần biết tiếng Anh cho thực sự tốt. Biết tiếng Anh cho tốt thì chúng ta có thể đọc hết tất cả những cái thông tin, cho dù chúng ta có đi sử dụng các cái dịch vụ chuyên nghiệp đi chăng nữa, nhưng nếu cái vốn tiếng Anh chúng ta tốt thì chúng ta sẽ đọc được rất là nhiều thông tin trước khi chúng ta đến với các cái dịch vụ chuyên môn. Và cái việc mà sử dụng các cái dịch vụ chuyên môn không có nghĩa là chúng ta giao khoán cho họ, không phải chúng ta giao khoán hết tất cả những cái hồ sơ của mình đâu, mà mình vẫn phải đọc, mình vẫn phải hiểu, mình vẫn theo dõi cái hồ sơ đó cùng với họ. Thì đó chính là cái vai trò của những cái người làm chuyên môn. Có nghĩa là họ làm chuyên môn, nhưng mà cái khách hàng của họ nếu thông minh, nếu khách hàng của họ cũng là dân chuyên nghiệp, thì cái việc mà hồ sơ nó sẽ rất là thuận lợi. Thì chia sẻ với các anh chị một chút xíu là hôm trước có một bạn đó trên nhóm này cũng lên cảm ơn tôi rằng là bảo rằng là hồ sơ xét duyệt nó rất là tốt, và cái người mà làm công tác cố vấn chuyên môn đó họ chỉ nhận một giờ đồng hồ để họ tư vấn thôi, tại vì bạn này không cần phải sử dụng toàn cái dịch vụ từ A tới Z, mà bạn chỉ thắc mắc một số cái liên quan tới hồ sơ của bạn. Thế là bạn đặt một cái lịch hẹn có một tiếng đồng hồ thôi, mà một tiếng đồng hồ thật ra là tối đa khoảng cỡ $200 mà các bạn là khắc phục được cái hồ sơ của mình và rất nhanh, và bây giờ đã có PR rồi, đã có thường trú nhân rồi. Thì đó chính là gọi là cái mối tương quan, cái mối liên hệ giữa những cái người làm dịch vụ chuyên nghiệp và những cái khách hàng gọi là có hiểu biết, có thông tin, thì nó dẫn đến cái hồ sơ nó thuận lợi hơn rất là nhiều so với những cái người mà giao khoán cho một cái dịch vụ sau đó thì trục trặc là không biết hướng xử lý như thế nào, cũng không biết là đổ lỗi cho ai, mình lỗi của mình hay là lỗi của cái cố vấn chuyên môn đấy. Rồi bé heo chào thầy, em hỏi thầy một chút xíu, con gái em chuẩn bị vào học lớp 12. Hiện tại thì IELTS là 6.5 đó. Có nên đi du học bây giờ không hay chờ hết lớp 12? Bây giờ đã chuẩn bị vào học lớp 12 rồi, tùy theo cái hoàn cảnh của mình. Nếu thực sự, tôi cũng có một học trò cũng hỏi như thế, có một huynh cũng hỏi như thế, là năm nay vừa hết lớp 11 Việt Nam, tính ra là tháng 9 là vào học lớp 12. Thì tôi vẫn tư vấn y chang như vậy. Một là phải hỏi bé đó vì sao lại muốn đi ngay từ bây giờ, chứ không phải là mình muốn cho con đi bây giờ, mà hỏi bé đó là có muốn đi sang Canada để học lớp 12 hay không. Thì cái học sinh đó họ trả lời rằng là muốn đi. Lý do thì tôi hỏi lý do vì sao lại muốn đi từ bây giờ mà không học hết lớp 12 bên Việt Nam, thì bé đó là trả lời rất rõ ràng với mẹ rằng là
muốn sang Canada học lớp 12 để làm quen với cái hệ thống giáo dục và để lấy cái bằng trung học tại Canada, rồi từ đó sẽ nộp vào đại học thì nó sẽ thuận lợi hơn. Vì sao? Tại vì là lấy cái bằng trung học ở đây chắc chắn nó sẽ dễ hơn khi vào đại học, tại vì nó cùng một hệ thống xét xét duyệt, cùng một hệ thống là xét tuyển. Ví dụ như là chúng ta nói rằng là lấy cái bằng trung học ở tỉnh Ontario mà nộp vào đại học ở tỉnh Ontario thì cái hệ thống xét tuyển nó sẽ nhanh hơn, tại vì nó có một cái cổng đi dành cho những cái sinh viên tại tỉnh Ontario. Còn nếu như mà học bên ngoài tỉnh Ontario thì có một cái cổng bên ngoài, thì dĩ nhiên họ vẫn luôn luôn là xét duyệt cho cái chuyện là ưu tiên cho cái trong nhà trước, tại vì nó cùng một hệ thống theo dõi. Còn nếu như IELTS đã 6.5 mà gia đình tài chánh cũng không có tốt lắm, thì chúng ta có thể cho con nó học hết lớp 12 tại Việt Nam, trong lúc đó thì học cho thật tốt rồi chuẩn bị tài chánh và tiếp tục nâng cái điểm IELTS lên nữa, tại vì 6.5 rồi có thể nâng lên thành 7 chấm để mà khi sang đây học nó cũng dễ đó, và để tiết kiệm chi phí. Thế còn nếu thực sự là gia đình có tài chánh, một năm có dư thêm khoảng cỡ 700-800 triệu cho con nó học lớp 12 và muốn cho con nó có một cái sự chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị tốt để vào học đại học một cách suôn sẻ, thì có thể là đi sang từ năm lớp 12. Tùy gia đình mình thôi. Mình phải hỏi cha mẹ có đủ tài chánh hay không, con cái có thực sự là muốn đi học sớm hay không đó, thì chắc chắn nó sẽ đưa ra một cái câu trả lời. Cha mẹ đầy đủ tiền, con cái nó muốn đi học trước để có sự chuẩn bị thì nên đi từ năm lớp 12. Thực ra những cái bé mà có tiếng Anh IELTS trên 6.5, học lực là trên trung bình, thì cái việc mà sang đây học trung học một năm đó nó không có, nhất là tỉnh Ontario đó. Còn hơn nữa là nếu đi vào các cái trường tư thục đó, tức là họ có cái lịch học linh hoạt hơn, cái số tín chỉ trong một năm nó nhiều hơn, thì nó sẽ thúc đẩy cái việc gọi là đi học này nó thuận lợi hơn rất là nhiều. Nó gọi là giáo dục chuyển tiếp là như vậy. Còn mà từ lớp 12 nhảy một cái đùng vào hệ thống công lập thì nó sẽ gặp khó khăn hơn một chút xíu. Lý do là phải xin cái chỗ học, xin trường học từ rất là sớm, chứ không phải là tháng 9 vào học mà bây giờ chưa xin chỗ thì chắc chắn là không có. Các trường tư thì nó dễ và lúc nào cũng có, tại vì khách hàng của họ chính là học sinh và họ luôn luôn là sẵn sàng để nhận những cái học sinh, đặc biệt là những cái học sinh mà có tài chánh tốt, rồi có cái học lực tốt, có cái thái độ học tập tốt, rất là dễ chứ không có khó khăn gì hết. Cho nên là tôi nói đi thì nói lại, dành cho những cái phụ huynh khác họ quan tâm luôn, là nếu chúng ta có tài chánh, nếu con cái đã sẵn sàng nha, tôi đang nói một cách rất nghiêm túc là con cái nó phải sẵn sàng, chứ không phải là con mà không sẵn sàng mà cứ nhét cái vào bên phía bên này thì nó gây ra một cái gọi là những cái khó khăn cho chính cái học sinh đó, rồi cho chính những cái người mà chăm sóc con mình, chính luôn cả trường học. Tại vì tôi làm trong trường học tôi biết những cái cháu mà chưa sẵn sàng mà chỉ có cha mẹ muốn cho đi thôi thì sang đây rất vất vả, là trường học mất rất nhiều thời gian để giáo dục cái em đó. Tại vì sao? Tại vì không chỉ giáo dục về mặt gọi là học vấn mà về cuộc sống, về luật pháp, về thái độ hành vi, vân vân, rất vất vả cho nhiều người. Suốt ngày là tôi phải nhận cái phàn nàn về phía những cái nhà gọi là homestay đang giữ các em, rồi phía trường học thì các em gọi là chỉnh mãn, không muốn học, vân vân. Thì cái này là cái lỗi đó, cái lỗi là do chính những cái người tư vấn, những cái người làm trong trường học. Tôi đang nói luôn những cái người làm trong trường học họ không nghiêm túc với cái việc gọi là tư vấn định hướng cho học sinh. Rồi cái lỗi là của cha mẹ luôn, là vì con chưa chuẩn bị mà cứ đẩy nó đi. Và cái lỗi gọi là kế nữa đó là của chính cái đứa học sinh đó. Vì sao mình chưa chuẩn bị mà mình vẫn đi? Cần phải xem xét rất là kỹ. Cảm ơn anh nhiều. Vậy cháu xin giấy bên Canada hả anh? Cái việc mà cho một học sinh đi học thì nó có hai phía. Thứ nhất là mình phải xin trường để mình biết là con mình sẽ học trường nào, sau đó nộp hồ sơ vào trường để xin cái thư báo gọi là đóng học phí chấp nhận, rồi chúng ta phải hoàn thành cái việc đóng học phí, rồi tìm một cái người làm giám hộ cho cháu, tại vì nó dưới 18 tuổi nếu ở tỉnh Ontario và phần lớn các tỉnh,
Còn ở British Columbia thì là phải thì dưới 19 tuổi là phải có một cái người làm giám hộ, tại vì cha mẹ không đi theo, cho nên khi mà con đi học thì dưới cái tuổi thành niên đó thì phải có một người làm giám hộ. Sau hết các hai thủ tục này thì bên phía Việt Nam là song song chúng ta tiến hành cái việc chứng minh tài chánh. Thì hôm trước tôi có giải thích chứng minh tài chánh như thế nào để cho nó thuận lợi rồi, tức là phải có tiền dư để trong tiết kiệm, rồi quan trọng nhất là cái việc gọi là thu nhập của cha mẹ phải ổn định, có công ăn việc làm, có đóng thuế để chứng minh rằng là mỗi tháng như vậy trung bình mình cũng phải kiếm được cả cha cả mẹ cộng lại cũng phải 80 chín mùa tới 100 triệu tiền Việt Nam. Lý do con số đó tức là họ tính ra từ một tháng của học sinh đi học. Thì bây giờ là cứ tính trung bình đi, tôi tính trung bình là ăn ở luôn, học phí luôn thì khoảng cỡ 40.000 trên một năm. Như vậy một tháng mà chia ra thì phải gần hết 4.000. Dĩ nhiên là số tiền này đổi ra tiền Việt nó sẽ tương đương với khoảng cỡ từ 70 triệu tới tới 80 triệu một tháng mới đủ. Chào thầy, con đã có visa học college tháng 9 này, tháng 8 con bay, thì bây giờ bố mẹ con làm visa thăm được không? Có thể xin thôi. Vấn đề là khi họ xét cái visa du lịch thì họ cần một có lý do, thì có thể con dùng cái lý do rằng là con sẽ đi du học và bố mẹ con muốn là con muốn đi cùng với con sang để mà sắp xếp cái thời gian đầu cho con, cái đó cũng là một lý do. Tuy nhiên khi họ xét visa du lịch thì họ xét cái yếu tố là quay về, yếu tố ràng buộc tại Việt Nam, và họ xét là xét trên bố mẹ của con, còn phần của con là đã xong rồi. Còn nếu không thì con cứ để con sang đây học một thời gian, học một học kỳ xong rồi con có thể là viết cái thư mời cá nhân thôi, không cần đóng dấu, không cần công chứng gì đâu. Con học đang học trường nào, học cái gì, như thế nào, và con muốn là mời bố mẹ con, chi phí thì bố mẹ con tự lo chẳng hạn. Đấy. Bé Heo xin cảm ơn thầy nhiều, chúc thầy sức khỏe, xin cảm ơn. Một năm tiền học phí bao nhiêu tiền? Câu hỏi chưa có rõ ràng. Thứ nhất là học bậc học nào đó, còn nếu mà trung học đó thì lại là học ở khu vực nào, học hệ thống công lập hay là tư thục, rồi học trường nào, thì nó có một cái mức phí khác nhau. Ví dụ như nếu nói rằng là đi tới cái tỉnh Ontario chẳng hạn mà muốn học trung học thì nó lại tùy khu vực. Ví dụ như ở Toronto hay là khu vực phụ cận của Toronto thì học phí trung bình là 16.000 một năm, chưa kể các cái phí sinh hoạt, chưa kể phí giám hộ vân vân. Homestay thì tùy theo, có chỗ thì thấp hơn chút, có chỗ thì cao hơn. Ví dụ như Toronto bây giờ đó, với lại Mississauga và các khu vực lân cận, thì cái homestay bây giờ người Việt không là họ đã lên tới 1.700-1.800 trên một tháng rồi, 1.700-1.800 đô trên một tháng. Thì chúng ta nhân ra, thì cho nên tôi hay nói rằng là nếu mà đi tới khu vực Toronto hay là các cái khu vực thành phố phụ cận đó, thì cái tổng chi phí cho một năm học trung bình là 700-800 triệu một năm. Tại vì học phí thì cứ cho là trung bình thôi, tôi lấy trung bình là 16-17 ngàn, cộng thêm cái chi phí sinh hoạt nữa là cũng 17-18-20 ngàn đô, cộng lại là tính ra là gần 40 ngàn đô, chưa kể cái việc là nếu như hè mà chúng ta cho con về Việt Nam để thăm thì cộng lại cũng là 700-800 triệu trên một năm. Còn khi lên cao đẳng thì đôi khi nó lại rẻ hơn, tại vì cao đẳng thì tính ra học phí một năm như vậy là trung bình 17 ngàn ở tỉnh này. Cái chi phí ăn ở thì trung bình là một tháng khoảng cỡ 1.000. Lý do là các em này nó tự nấu ăn được, nó tự thuê phòng 700-800 tới 1.000, nhưng mà nó có thể tự đi làm thêm theo luật là một tuần 20 giờ rồi tự nấu ăn, cho nên nó tiết kiệm chi phí hơn là cái bậc trung học. Đấy. Cho nên thông thường tôi tính cái học sinh cho trường của tôi nếu như học đại học thì cái phí nó sẽ cao hơn. Ví dụ trung học là 800 triệu một năm, lên tới đại học thì phải dự tính là khoảng cỡ 1 tỷ một năm. Tại vì sao? Tại vì học phí đại học nó cao hơn, và cái chi phí mà để sinh hoạt nó vẫn cao. Nhưng mà nếu mà cao đẳng thì nó lại giảm xuống. Ví dụ cao đẳng thì bây giờ khoảng cỡ 500, nếu trung học là 800, nhưng mà cao đẳng nó còn trục xuống khoảng 500 thôi. Lý do là các em này nó thuê phòng nó ở, chứ không phải là ở homestay. Homestay thì nó tới 1.700-1.800, còn các em mà thuê phòng thì nó giảm xuống còn khoảng cỡ 1.200 hay là 1.000, cộng thêm cái phần là các em nó tự đi làm để nó kiếm thêm bù vào nữa. Đấy, cho nên là cái câu hỏi nó chưa có rõ lắm về chi phí.
Thầy ơi, cho em xin các đường link chính thống về việc đi làm di trú nhân là cái gì? Theo con đường du học Calgary. Calgary thì em muốn đi du học thì em cứ vào cái trang web chung thôi và xem thử cái trường nào. Nhưng mà khi về di trú thì em vào cái trang web chính thức của Alberta, em gõ lên Google là nó ra. Còn thầy hiện giờ thầy đang cầm cái Zalo đó, cho nên là thầy không thầy đang cầm cái iPhone, cho nên là không có gõ được cái đường link đó liền. Có thể là khi mà livestream xong rồi thì về thì mới đưa cái đường dẫn nó ra được, chứ còn bây giờ là không, là chịu luôn, tại vì một tay cầm máy, một tay cầm chai nước, không làm được cái gì hết. Nhưng mà nói chung cứ lên Google gõ một cái là nó ra. Ví dụ ai muốn nói tới cái chuyện là đi định cư ở Alberta chẳng hạn thì chỉ cần gõ vào là immigration to Alberta là nó ra đó. Thì những cái trang web của chính phủ và những cái trang web nghiêm túc á, những cái trang web mà có bảo mật thì thông thường các anh chị nhìn thấy phía trước cái đường link đó, nó có một cái chìa khóa, nó có một cái ổ khóa, ký hiệu của nó ổ khóa, tức là nó an toàn đấy. Thì cái cách mà tôi hay khuyên mọi người đó là cố gắng đọc rồi hiểu, tại vì tất cả những cái thông tin này nó không có cái gì gọi là bí mật hay không có gì gọi là ghê gớm lắm, mà ai có tiếng Anh thì có thể đọc được. Tiếng Anh trung bình thì khoảng cỡ trên 5 IELTS là có thể đọc tốt hết. Còn không thì chúng ta dùng cái hệ thống Google Translate thì chúng ta vẫn có thể dịch ra để chúng ta biết được. Nhưng mà nói chung là phải biết, chứ đừng có nghe người ta nói không khống. Tôi đã đọc rất nhiều các cái thông tin, viết tùm lum ở trên các cái Facebook, mà toàn bộ là những cái bạn dịch tùm lum là la ra, hoặc là copy bên này copy bên kia, mà không có đường dẫn một cách chính thống. Cho nên là nói tóm lại, khi mà chúng ta tìm hiểu thông tin thì chúng ta phải biết ít nhất có tiếng Anh, và cái đó là cái yêu cầu bắt buộc. Tôi không nghĩ rằng một cái người mà đứng đơn chính mà sang Canada là không biết tiếng Anh, bất kỳ chương trình gì. Nhưng mà tôi không nghĩ rằng một cái người có thể sống tốt, có thể sống vui vẻ nếu như ở tại Canada này mà lại không biết tiếng Anh. Nhất là cái đường đơn chính á. Còn các anh chị thấy ở đây thì trường hợp rất là nhiều. Ví dụ một cái người chính đi học thì cái người phụ đi theo đôi khi tiếng Anh họ không tốt. Còn những cái người mà đứng đơn chính á, mà còn không biết tiếng Anh thì cái đó chịu. Sang đây làm sao mà sống, cứ lủi thủi trong cái cộng đồng nhỏ hẹp của mình, đi đâu cũng không có tự tin, rồi làm gì cũng không biết, thì rất là vất vả, chứ không có sung sướng gì mà đi cái kiểu đó cả. Cho nên những cái bạn mà bảo rằng là em không biết tiếng Anh, em xin đi làm rồi định cư, thì sau này vất vả lắm luôn đó, trong cái giận đâu. Tại vì trước khi mà gọi là mọi thứ ổn định, tức là trước khi có thường trú nhân đó, là đã vất vả lắm rồi. Mà có đi chăng nữa, ví dụ những cái người nào mà thực tế mà gọi là đi theo diện kết hôn đi, tôi nói đơn giản đi theo diện kết hôn, là không có đòi hỏi tiếng Anh đi chăng nữa, nhưng mà sang đây không có tiếng Anh rồi sao giao tiếp với người ta. Đó, đi ra siêu thị thì còn được, nhưng mà đi tới ngân hàng họ nói tiếng Anh liên tục, đi tới bệnh viện này kia rồi làm sao mà xử lý công việc được, đi xe hư rồi mình làm thế nào, cho nên nó vất vả lắm. Phát Đạt rất vui khi được biết thầy, xin cảm ơn. Phú Nguyễn, đêm chủ nhật Việt Nam chào thầy, sáng chủ nhật bên Canada bây giờ mới có 11 giờ 18 phút sáng thôi. Hôm nay là Father Day, còn bên Việt Nam bây giờ là 10 giờ mấy rồi. Con sắp học ở St. Mary. Thầy review đôi chút về góc nhìn thực tế vùng này. Ồ, vùng này thì xa lắm. Vùng này là phía bắc của tỉnh Ontario rồi. Vùng này là hơi vắng, và nhưng mà nó lại có một cái chương trình gọi là RNIP, tức là chương trình vùng nông thôn phía bắc. Nó đi tương đối xa. Nó đi từ Toronto đi lên mấy tiếng đồng hồ mới tới. Thì vùng này là vùng vắng dân. Và cũng dễ hiểu, tại vì vắng dân cho nên nó mới sinh ra những cái gọi là chương trình định cư của vùng, nó tương đối dễ. Nhưng cốt yếu lại vẫn là tới đó để học, học xong rồi phải có việc làm ổn định thì mới xin được, chứ không phải tự nhiên mà tới cái vùng đó xong rồi cứ vài ba năm cái được định cư đâu. Không phải, để nhắc đi nhắc lại với mọi người là như vậy, không có một cái chương trình nào mà tự nhiên là ở Canada 1-2 năm cái được định cư, không có. Kể luôn cả chương trình mà nhân đạo như là kết hôn chẳng hạn đó, thì với người thường trú hay là với dân quốc tịch ở đây thì nó vẫn phải có một cái quy trình, chứ không phải tự nhiên mà có được. Đừng bao giờ nghĩ rằng cứ được cái vé đi vào Canada là mặc định được định cư. Câu chuyện đó nó không có đúng một chút nào hết. Thì
Tôi hay nói ở trên cái cộng đồng như vậy để cho mọi người nắm rõ một chút xíu, và những ai mà đã từng trải qua những cái thủ tục, những cái trình tự để từ một cái người nước ngoài, từ một cái dân tạm trú, nó gọi là temporary resident đó, ví dụ như khách du lịch, du học rồi là đi làm, mà nó được trở thành cái gọi là thường trú nhân, tức là permanent resident, thì nó khó tới cỡ nào. Thì họ sẽ chia sẻ với các anh chị thực tế về cái lộ trình đó. Còn những cái người nào mà họ ở Việt Nam, họ chưa có visa hay là họ không có biết cái gì hết, mà họ chỉ làm đơn thuần cái công việc gọi là đi môi giới thôi, thì dĩ nhiên họ nói một cách dễ dàng. Mà dễ dàng thì người ta mới xuống tiền chứ, đúng không ạ? Đó. Rồi tiếp theo em xin cảm ơn thầy. Online thầy cho em xin đường link vân vân, để tôi coi lại một chút xíu là em nói cái gì. Em ở Việt Nam nên kiến thức Canada còn yếu kém. Thực ra là trên nhóm này nó có rất là nhiều các cái thông tin, thì anh chị nào mà mới vào đó là có thể đọc lại những cái bài viết. Mà tất cả những cái bài viết của tôi thì tôi hay đánh cái hashtag, có nghĩa là cái giống như cái dấu thăng á, là Journey to Canada, thì các anh chị có thể đọc lại tất cả những cái bài viết của tôi từ năm 2017 tới bây giờ. Thầy ơi, em muốn làm du lịch thì làm cách nào, công ty nào, thầy cho em xin số điện thoại. Công ty thì bao la ở tại Việt Nam, công ty nào làm cũng được, và visa du lịch thì mình tự làm cũng được, chứ không cần phải công ty. Nếu như mình thực sự là có đầy đủ yếu tố về ràng buộc tại Việt Nam theo quy định của chính phủ Canada khi mình xin cái visa du lịch, rồi mình có một cái cớ để đi sang. Còn nếu mình không có cái cớ thì mình tự viết thôi. Mình tự viết cái kế hoạch của mình sang đây để làm cái gì, mình giải trình. Cái quan trọng nhất của họ là họ biết rằng là sang đây là có mục đích, sang đây để làm cái gì, đi thăm thú, rồi cái tiền ở tại Việt Nam có ràng buộc hay không. Yếu tố quay về là quan trọng nhất, chứ họ nghi ngờ cái chuyện mà mình đi mình ở lại như thế nào đó thì chắc chắn họ từ chối. Chào thầy, thầy cho em hỏi, em dự định học postgrad ngành supply chain của trường Cambrian ở Sudbury. Chi phí cho một gia đình hai vợ chồng một bé 5 tuổi không bao nhiêu? Trường này thì nó nằm ở cái vùng Sudbury, một cái thành phố về mặt diện tích là lớn nhất ở tỉnh Ontario, và xem như là lớn nhất ở Canada. Cái thành phố này diện tích nó rất là rộng. Tuy nhiên số người thì chưa đông, và nó nằm ở trên đó thời tiết hơi khắc nghiệt, cho nên là ít người chịu về. Nhưng mà gần đây thì họ tham gia cái chương trình gọi là RNIP, tức là nông thôn và khu vực phía Bắc á. Cho nên là trường Sudbury, cái trường Cambrian này là một cái trường trung học, một cái trường cao đẳng dạy nghề, một trong hai mươi mấy cái trường cao đẳng dạy nghề công lập của tỉnh Ontario. Cái mức sống ở đây nó sẽ rẻ hơn, nhất là về nhà cửa thì nó rẻ hơn, chi phí nó không có đắt đỏ như ở Ontario và các cái thành phố lân cận ở đây. Tôi đoán nếu một gia đình hai người với một đứa con, tiền thuê nhà khoảng cỡ 1.500 tới 1.800 một tháng, ăn uống tất cả chi phí nữa khoảng cỡ thêm 1.000, thì ít nhất là em phải có khoảng cỡ một tháng như vậy, chi phí cho cả gia đình tầm khoảng cỡ gần 3.000 đô. Nhưng nếu vợ đi học, chồng có cái Open Work Permit đi làm thì nó cũng thể trang trải được một ít, ít nhất là cũng 80% nếu mà đi làm toàn thời gian, cho cái chi phí gọi là sinh hoạt và thuê nhà. Ở Canada cái chi phí mà thuê nhà là nó đắt lắm. Đó. Ai ở đây rồi thì biết chi phí thuê nhà nó rất đắt. Đó. Còn cái thứ hai mà đắt nữa là cho con đi học thêm hoặc bớt. Còn nếu mà đi học bình thường thì là miễn phí rồi. Trẻ dưới 18 tuổi mà trên 4 tuổi thì đi học và làm miễn phí, nhà nước lo hết. Nó không có tốn tiền nhưng mà tốn rất nhiều công. Tức là chúng ta phải tự chăm sóc con mình, chúng ta phải gần gũi, rồi chúng ta phải cho nó ăn uống mình tự túc hết, rồi học thêm học bớt, vân vân, nếu mình muốn con mình có một cái tương lai tốt hơn hay là một kiến thức vững vàng hơn. Chứ còn mà nói học miễn phí thì dĩ nhiên cái chất lượng nó cũng là miễn phí thôi, nó đồng đều hết tất cả mọi người. Còn nếu mà con chúng ta có một cái nhu cầu gì đặc biệt hơn, chúng ta cho học thêm toán, học võ, học vẽ, thì tất cả cái đó chi phí nó rất là cao. Ăn uống bây giờ nó cũng cao, tại vì từ sau dịch là rau củ quả gì đó nó tăng giá, gọi là thấp nhất cũng phải 30%. Đó. Tiền xăng nó cũng tăng rất là nhiều so với cái thời điểm trước dịch Covid.
Thì nói chung tôi tính khoảng cỡ 3.000 một tháng cho một gia đình hai vợ chồng với một đứa con. Đó là tính thuê nhà đó. Còn bạn nào mà ôm một cục tiền, ví dụ như chúng ta ở Việt Nam có khoảng cỡ chục tỷ, thì sang đây chúng ta mua một cái nhà luôn đó, thì nó cũng tiết kiệm được rất là nhiều tiền. Thì chuyện đó tính khác. Nhưng mà nếu phải đi thuê nhà là rất là đắt tiền, mà đôi khi không thuê được một cái chỗ tốt đâu. Phải thuê một cái basement nào đó để nó có lối đi riêng biệt, chứ còn mà thuê một phòng thì ở không nổi. Thuê một cái căn hộ chung cư thì tệ lắm cũng phải 1.500.000, 2.000 mới có hai phòng ngủ. Rồi Khánh Linh, Nguyễn Linh, đi Canada đường xuất khẩu thì mất bao lâu và định cư được, làm giấy tờ bao nhiêu? Có một bạn này hồi nãy lúc đầu tôi đã có nói rằng là Canada nó không có cái kiểu dùng cái từ xuất khẩu lao động đâu. Nó chỉ là đi theo cái diện gọi là gì? Chủ doanh nghiệp tại Canada chứng minh với chính phủ không có tuyển được người ở trong nước thì họ mới tuyển cái người nước ngoài. Nhưng mà cái này là tùy theo từng trường hợp, tùy theo từng cái vị trí. Và thông thường là ai giỏi lắm thì mới tự làm được, tự kết nối với chủ. Còn đa số là thông qua các cái dịch vụ môi giới. Và đứng đằng sau lưng của nó là một cái người làm về giấy tờ, về di trú. Thì có, từ đầu tôi có giải thích rồi, cái chi phí thì nó tùm lum, không ai biết được hết. Có, nó tùy theo cái gói nữa. Đôi khi là chỉ đi xin làm nông nghiệp thì 20.000, 30.000, nói chung là cái phí môi giới họ lấy, chứ không phải là chính phủ lấy đâu. Rồi sang đây làm nghề gì, rồi cái đi làm hay là sau này còn tới định cư thì câu chuyện nó rất là dài. Nhưng mà nếu mà hỏi chung chung thế này cực kỳ khó trả lời, mất bao lâu, có người mất 2 năm, có người mất 1 năm, vân vân. Nhưng mà thủ tục nó rất là nhiêu khê, vì vậy mà nó có cái bàn tay của những cái người làm về di trú tham gia vào đó. Tiếp theo là một số các cái câu hỏi. Ở Canada ngành nào thì phải đóng thuế? Ngành nào chẳng đóng thuế. Đóng thuế là trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân mà, cho nên là ngành nào cũng phải đóng thuế hết. Đi làm là đóng thuế thôi, làm chính thức là phải đóng thuế, đóng thuế thu nhập. Rồi đi mua cái gì thì cũng có cái phần thuế, thuế giá trị gia tăng trên sản phẩm. Nói chung là đã ở đây là phải đóng thuế, tại vì tất cả các thứ nó đi từ thuế mà, chính phủ làm gì có tiền, toàn bộ là từ thuế của nhân dân thôi. Vùng Sudbury có dễ xin việc ngành xây dựng không thầy? Thầy chịu luôn, tại vì thầy không có về cái vùng này thường xuyên lắm. Nhưng mà nếu xây dựng thì theo thầy biết rằng là sửa chữa nhà cửa nói chung khắp Canada đều cần. Vấn đề là mình có cái học cái ngành đó ra hay không, chứ còn mà cái công việc mà ở đây nó hay gọi là cái renovation đó, tức là đi sửa chữa nhà cửa, rất là nhiều cái việc và làm quanh năm suốt tháng được. Mùa đông thì làm trong nhà, sửa chữa các cái nền nhà, rồi làm các cái nhà vệ sinh vân vân, họ cần rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta tích cực đi tìm thì dĩ nhiên nó có. Thầy ơi, thuê trọ Canada đâu thì rẻ và uy tín? Cái này tiếp tục thêm một câu hỏi rất khó trả lời, là tôi không biết cái vùng nào luôn. Thuê nhà trọ qua đâu thì rẻ? Thuê trực tiếp, thuê trực tiếp chủ. Nếu chúng ta biết thì chúng ta lên cái marketplace cũng có, lên Kijiji cũng có, rồi các cái trang web cho thuê nhà đầy luôn. Còn không thì chúng ta thời gian đầu thì không nắm rõ thì cứ thuê Airbnb ở 1-2 tuần, rồi chúng ta tự đi tới, chúng ta gặp những cái chủ nhà để chúng ta xem thử cái tình trạng nhà nó như thế nào đó. Chứ còn mà nói là ở đâu rẻ và uy tín thì rất khó nói. Ở dân ở đây á, nếu mà sinh viên sang thì cứ là lên các cái nhóm, nếu mà ai muốn người Việt thì lên các cái nhóm mà có cái nhóm chuyên cho thuê nhà. Còn nếu mà chuyên nghiệp hơn thì chúng ta có thể tự liên lạc với các cái trang web chính chủ, các trang web uy tín chuyên cho thuê nhà của các công ty, gọi là nó quản lý nhà cửa, các công ty mà cho đăng thuê nhà này kia đó. Nguyễn Hoàng Nguyên, chúc thầy cô Alexandy và bà ngoại luôn vui vẻ. Cảm ơn em, bác sĩ Nguyên. Em đang ở Việt Nam, làm sao tự xin việc làm? Cái này mới là cái khó. Tại vì sao? Tại vì em phải rà trên các cái website, nhưng mà em cứ biết rằng là tự nhiên không, một cái chủ doanh nghiệp tại Việt Nam, tại Canada mà họ đi là mướn một cái người mà họ không hề biết gì hết ở bên ngoài Việt Nam, nó khó tới cỡ nào. Cho nên quay ngược lại cái bài toán, có nghĩa là làm thế nào để mà xin được một cái việc làm thông qua các công ty môi giới, mà môi giới thì em biết rồi, họ phải lấy tiền.
Điều đó là điều dĩ nhiên luôn, họ lấy nhiều hay ít thôi, nhưng mà họ là cái người môi giới. Và khi mà em cũng không biết chủ là ai, chủ không biết em là ai, thì em cứ hiểu ra cái câu chuyện nó sẽ như thế nào rồi đó. Chứ còn nó không có giống như là Đài Loan hay là Nhật Bản, Hàn Quốc, nó có ký kết những cái hiệp động, hiệp ước gọi là tuyển lao động từ Việt Nam đâu, nó không phải. Đây là tuyển nhỏ lẻ thôi, mà thông qua cái bàn tay và cái sự gọi là hỗ trợ của các công ty di trú, rồi các cái cá nhân làm nghề môi giới. Thầy ơi, bên Canada có cho du học sinh học dược sĩ không? Nó có một số trường nhưng mà nó rất khó. Thì cái này là chia sẻ chính thức này. Tôi có một cái người quen có con là học trung học tại Canada, sau đó thì vào đại học Waterloo, tức là một cái ngành khác. Thì bản thân cái em này là em vào một cái ngành khác, mặc dù cái ngành đầu tiên là cái ngành em rất thích, đó là ngành dược, tại vì mẹ theo cái ngành dược, cho nên là năm thứ nhất bị trượt. Nhưng mà tới năm thứ hai, trong khi học năm thứ hai của một cái ngành khác, thì em nhận được cái offer, tức là cái chấp nhận vào học cái ngành dược. Thế là em chuyển sang học cái ngành dược, tại vì đam mê của em đó là dược. Có nghĩa là trung học, nếu mà đi học từ trung học ở tại Canada, tức là một học sinh nước ngoài tới tỉnh Ontario này học chẳng hạn, học giỏi thì vẫn có cơ hội vào học ngành dược. Nhưng mà em biết rồi, ngành dược thì nó rất là khó, đòi hỏi điểm số phải rất rất cao, và rất nhiều các cái công việc thiện nguyện, các cái kinh nghiệm đủ thứ nữa mới được. Giang Bùi, thầy ơi, vùng Windsor cơ hội việc làm sao? Đây là thành phố tầm trung bình á. Đó. Nếu mà thành phố Windsor thì nó giáp giới với nó bên này bờ sông Detroit, bên kia là thành phố Detroit của Mỹ, thuộc bang Michigan của Mỹ. Dân số thì nếu mà xét ngay cái vùng trung tâm á, thì khoảng 200, nhưng mà mở rộng ra cái vùng lân cận nữa thì cũng được 400 chứ không có ít. Thì nói chung là em nhìn vào cái dân số như vậy thì em biết rồi, nó tùy theo cái ngành nghề nữa. Nhưng mà nói rằng là dễ hay khó thì các cái thành phố lớn nó luôn luôn có nhiều cái việc làm hơn là các cái thành phố nhỏ. Tại vì thành phố nhỏ thì dân cư nó ít, mà ít thì dĩ nhiên việc làm nó cũng ít hơn. Nhưng mà tùy ngành, chứ còn tôi cũng không biết rõ là học ngành gì. Chứ hồi xưa tôi đi học ở cái thành phố St. Catherine chẳng hạn đó, thì cái dân số của nó 130 mấy ngàn thôi, tức là nó ít hơn cả Windsor. Thì đúng là việc làm nó ít, nhưng mà học xong thì chúng ta đi các cái vùng khác để chúng ta làm, chứ không nhất thiết là chúng ta phải bám vào cái vùng mà chúng ta đã tới học. Giống như tôi học ở St. Catherine nhưng mà cuối cùng đi làm ở Mississauga, tại Mississauga với Toronto, các thành phố lân cận ở đây thì nó có nhiều việc làm hơn, có nhiều trường hơn. Xin chào tất cả mọi người. Em chào thầy Hòa. Em có visa du lịch, bây giờ em muốn du học thì mình nên apply ngoài Canada hay là mình sang Canada? Tùy theo. Nếu như mà em muốn nộp ở bên trong Canada, có nghĩa là khi em vào Canada với tư cách du lịch rồi sau em xin trường, trường họ chấp nhận. Nếu mà em có IELTS tốt này kia các thứ thì em có thể xin cái study permit từ bên trong Canada, nhưng mà phải chứng minh tài chánh. Còn nếu mà em muốn xin cái SDS thì em phải xin từ Việt Nam. Nếu mà em có đầy đủ rồi, tài chánh này kia rồi, IELTS các thứ, thì em có thể xin tại Canada luôn, vẫn được. Đó là một cái cách mà mình lách á. Mình sợ xin tại Việt Nam thì nó khó. Mình sang Canada mình đi du lịch, xin được cái LA của trường đóng học phí, rồi bắt đầu mình bổ sung để mình xin, thì nó vẫn là một cái lựa chọn tốt. Nhưng mà nếu em chưa có cái IELTS, chưa có tiếng Anh tốt á, thì em xin nó vẫn rất bình thường. Tại vì họ sẽ nói rằng là vì sao không đi về Việt Nam, hoặc là họ yêu cầu về Việt Nam để nộp hồ sơ. Thưa các anh chị em, bây giờ cũng là 11 giờ 35 phút trưa. Đó, 35 phút trưa giờ Canada, trưa Chủ nhật, còn Việt Nam bây giờ đã là 10 giờ 35 phút rồi. Thời gian xử lý hồ sơ visa lao động là bao lâu ạ? Cái này là một câu hỏi rất khó trả lời. Tại vì có nhiều bạn là 6 tháng, có nhiều bạn 2 năm đó. Cho nên chúng ta không có nắm rõ được cái thời gian xử lý. Và nó họ xử lý ở Canada mấy cái hồ sơ nhất là hồ sơ mà dành cho dân tạm trú. Tạm trú có nghĩa là du lịch nè, du học nè,
rồi đi làm này, thì nó rất khó có một cái khung thời gian xác định. Đó, nó tùy theo từng cái hồ sơ nữa, họ xét mất bao lâu. Còn dân mà thường trú á, xét cái hồ sơ thường trú thì đôi khi còn còn có một cái thời gian nhất định, chứ còn mà dân tạm trú là họ có một cái quyền rất lớn, có nghĩa là tùy theo lưu lượng hồ sơ nộp vào như thế nào. Lúc đó nếu mà ít thì duyệt nhanh, mà nhiều thì duyệt chậm, và tùy theo cái hồ sơ đó đẹp hay xấu nữa, họ cần phải có thời gian để gọi là xét hồ sơ, hay là nếu mà họ không có nghi ngờ gì thì hồ sơ đó nó sẽ duyệt nhanh. Cho nên là khó nói về mặt thời gian lắm. Nếu mà Úc với lại Anh hay là thậm chí Mỹ này kia thì chúng ta còn biết được cái thời gian, chứ cái cách xử lý hồ sơ của chính phủ Canada là rất khó biết. Tại vì họ đưa ra một cái khung thời gian gọi là dự kiến thôi, chứ còn thực tế như thế nào thì tùy. Thì các anh chị cũng nghe nhiều cái lời phàn nàn của mọi người rồi đó, rằng là cái thời gian xử lý họ không biết như thế nào luôn, và kể luôn cả những cái người làm về di trú họ cũng chẳng có hiểu được cái cách mà với họ không có can thiệp được về cái chuyện là xử lý bao nhiêu lâu, họ chỉ ngồi chờ thôi. Còn khi đưa ra quyết định và ví dụ có cần thay đổi hay có cần góp ý gì hay có cần gọi là khiếu nại gì đó thì họ mới dựa trên cái quyết định đó để họ khiếu nại hay là họ bổ sung, chứ còn mà trước khi có quyết định cực kỳ khó nói. Đấy. Thì mọi người cũng đang theo dõi cái chương trình livestream này. Đây là một cái chương trình gọi là không có kế hoạch trước. Lý do là tôi đang rảnh một chút xíu thì tôi livestream thế này thôi. Ngồi trong xe thì nó cũng hơi chán, không biết làm gì. Cho nên tôi nhấc cái điện thoại lên và livestream, coi như cung cấp thêm một số các thông tin cho các anh chị nắm rõ. Còn nếu các anh chị nào mà cứ nhắn hỏi tôi về di trú thì thật sự là tôi không có đủ thời gian để trả lời đâu. Còn các anh chị mà bảo rằng là tôi có một cái kế hoạch gọi là lớn, mà tôi muốn có một cái thông tin nó đầy đủ và tôi cần nói chuyện, cần sắp xếp một cái buổi nói chuyện thì tôi mới nhận. Chứ còn mà hỏi một vài câu mà rất là cơ bản ngay từ đầu như thế thì tôi chịu. Chỉ cùng lắm là tôi trả lời là cái đó tôi đã nói rồi, ở cái trang web nào, hay là ở trên nhóm, hay là lên các cái kênh YouTube để coi. Thì thật ra tất cả những cái video mà tôi livestream ở trên cái Canada Cần Gì Nói tôi đều tải về và đưa lại trên cái kênh YouTube Canada Cần Gì Nói. Nếu mọi người cảm thấy là không muốn đọc mà chỉ muốn nghe thôi, chỉ muốn mở lên để nghe thôi, thì có thể vào kênh YouTube đó. Thì cũng như nhiều cái phần livestream khác, cái cách trả lời của tôi là tôi đụng câu hỏi nào thì tôi trả lời câu hỏi đó. Cái câu nào mà biết thì tôi trả lời liền, còn không biết thì tôi phải hoãn lại để tìm hiểu sau. Và tôi không phải là người tư vấn di trú có giấy phép, tôi không làm nghề đó. Tôi xác định với các anh chị nhiều lần rồi là tôi không làm nghề đó, tại vì không thích dính vào những cái chuyện gọi là rủi ro này kia, với lại là không có đam mê về cái việc làm giấy tờ, mặc dù là tôi biết và có thể học được, có thể lấy giấy phép được, nhưng mà tôi không có làm. Công việc chính của tôi vẫn là gọi là tư vấn về tuyển sinh, chăm sóc học sinh cho trường trung học thôi, cho trường trung học tư thục Arendelle, là cái nơi mà trả lương đầy đủ cho tôi, nơi mà tôi sử dụng để gọi là có cái thời gian và tư vấn, cung cấp thông tin cho mọi người theo cái dạng gọi là chia sẻ như từ trước tới giờ tôi làm, chứ không phải là để gọi là làm cái công việc gọi là tư vấn gì đâu, không phải làm công việc gọi là tư vấn di trú gì hết, tôi không làm việc đó. Cùng lắm là các anh chị có thể hỏi tôi là tôi biết chỗ nào hay không, thì trong cái network, trong bạn bè của tôi, hay là trong những cái người mà tôi biết, những cái đối tác mà họ có làm những cái dịch vụ đó thì tôi giới thiệu thôi, chứ tôi không có làm trực tiếp. Tại vì cái tính của tôi từ xưa tới giờ tôi không thích làm những cái việc như vậy. Ai rủ cỡ gì cỡ tôi không có làm. Tôi không thích là tôi không làm. Cho nên là các anh chị thông cảm. Đừng có hỏi sâu quá, đừng có hỏi về di trú. Tại vì di trú thì tôi sẽ chuyển hướng cho những cái người khác thôi. Các anh chị nhớ rõ giùm tôi một điều như vậy. Trường học của tôi đã là quá nhiều việc rồi. Các anh chị cứ thấy một lần livestream như thế này, thực ra là tôi tranh thủ thời gian rảnh của mình để làm, chứ không phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi phải làm cái việc này. Còn những cái người họ làm chuyên môn á, thì
Nhiệm vụ của họ là phải đi tư vấn, chứ còn nhiệm vụ của tôi là tôi rảnh thì tôi làm thôi. Kể luôn cả cái việc là trên nhóm chẳng hạn các anh chị đăng tin này kia mà cảm thấy lâu không có duyệt bài, thưa các anh chị không có cái quyền để mà yêu cầu tôi là phải duyệt bài, không có. Tôi rảnh thì tôi mới duyệt thôi. Cái trang đó là trang chung mà, và cái trang đó cũng không phải là cái trang mà được chính phủ cho phép hay như thế nào hết. Nó chỉ một trang cộng đồng thôi. Nếu mình đăng tin không được chỗ này thì mình đăng chỗ khác, và nếu mình muốn làm ăn mà có thuận lợi thì mình phải tự mình tạo ra những cái kênh tuyển của mình chứ sao là mình đi gán vô trong này được, phải không ạ? Có nhiều anh chị cứ muốn quảng cáo cái dịch vụ nào đó mà cứ bắt tôi là phải làm cái này cái kia, làm gì có cái quyền hạn đó để bắt tôi làm. Trang này là trang chung để tất cả mọi người họ có thể lên để họ đọc, nhưng mà không phải là cái trang gọi là thời sự, gọi là tức thời được, và cũng không có cái nghĩa vụ phải bắt tôi làm việc này hay việc kia trên cái chính cái nhóm mà tôi tạo ra. Và cũng không có một cái gọi là tôi không có một cái nghĩa vụ nào để mà phải chia sẻ cái phần công việc của tôi với mọi người. Vì sao, đừng có hỏi vì sao là cái nhóm này là cái nhóm như thế mà không cho tôi đăng, hay là vì sao là anh cứ livestream mà anh không cho tôi đăng, ví dụ như vậy, thì cái chuyện đó chuyện vô lý hết sức. Tại vì đây là một cái trang mà tôi tự tạo ra, một cái nhóm tôi tự tạo ra, tôi mất công quản lý này kia, tôi giữ cho nó như thế nào đó là cái quyền của tôi. Chứ cũng không có một cái admin nào có thể can thiệp vào được cái chuyện mà tôi quản lý cái nhóm. Nhưng tôi cố gắng giữ cho cái nhóm này nó xanh sạch, nó đẹp, nó trung lập, nó không có cái yếu tố gọi là mồi chài kèo kéo ở trong này. Và cũng không khuyến khích bất kỳ một cái cá nhân nào làm công việc phi pháp ở trong này hết. Không khuyến khích, kể luôn cả những cái anh chị nào, những cái bạn nào mà làm dịch vụ mà kiếm được cái lợi ích từ cái nhóm này đằng sau đó, mà có bị báo cáo là làm sai hay là lợi dụng hay là lừa gạt, thì tất cả những cái cá nhân đó sẽ ngay lập tức bị mời ra khỏi nhóm để trả lại cái sự gọi là trung thực cho nhóm, cái tiêu chí của nhóm. Thì thưa các anh chị, đây là chương trình livestream đột xuất thôi, và bây giờ cũng đã coi như hết giờ. Tôi sẽ kết thúc phần livestream tại đây, tốn rất nhiều dữ liệu rồi. Thì hôm nay là do tôi đứng ở tại một cái khu mo, đứng dưới một cái tán cây để chờ con học võ xong. Thì nhân tiện thì livestream cho các anh chị biết thôi, chứ không phải là chính thức là tôi không có ở nhà. Đây các anh chị thấy một cái đoạn đường phố này, xe vẫn đang chạy này, cái bảng này bảng quảng cáo này ha. Đó, xe vẫn chạy, công viên phía sau lưng bên kia đường, và bên trong này là một cái mall. Tôi quay lại cho các anh chị thấy một chút xíu. Đây là cái mall. Đây có nhiều phụ huynh khác cũng đang đợi con, rồi có một cái chuỗi nhà hàng nhỏ nhỏ bên trong. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong một cái chương trình livestream tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.